Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bò về con bò hàng mới, hàng 3B nha các bác. Bò đẻ một lứa rồi các bác ạ. Hàng siêu VIP nhá, hàng khủng long luôn đấy. Bò quá đẳng cấp luôn. Bò đẻ một lứa rồi và đang có giống lứa thứ hai. Chửa 5 tháng nhá. Em đã khám bao chữa rành mạch cho các bác. Em xin review chi tiết cho các bác xem. Thật sự con bò 3B này nói các bác nuôi quá là ok luôn, khẳng định các bác lối lái quá thuận, đã đẻ một lứa rồi cho nên là các bác nuôi rất là yên tâm, hàng đẳng cấp nhé. Em review chi tiết cho các bác xem. Chân này, móng sò nha các bác. À, móng trước này, sau này, bốn vú này. Đấy, yếm dài từ trên dưới luôn nha các bác nhé. Hàng đẹp đẳng cấp ấy. Em về hơi muộn, đâm ra bây giờ em mới review cho các bác xem được. Mấy hôm nay em công việc nhiều nên hay về muộn. Này, hàng đẳng cấp nha các bác nhé. Muốn review để cho các bác xem chi tiết. Con bò lái như này thật sự các bác nuôi rất là thích luôn, lành. Bò đẻ một lứa rồi thì nó thật sự các bác nuôi quá yên tâm. Sau các bác nhìn con bò lái như này các bác ơi, em nó thật sự quá thích luôn. Đây là cái vết này là nó sát vào xe nha các bác. Đây, em quay hẳn cho các bác nhìn, quá VIP luôn. Em chở ba bốn con nên là nó bị sát vào cái thành xe nên là các bác không phải ngại vấn đề gì. Đây, chân móng hai bên trước sau luôn các bác này, quá hàng đẳng cấp luôn nhé. Con này là thuộc hàng cái tầm đại nha các bác. Các bác nào mà đã từng mua bò lột nhé, đây em quay cho các bác từ sái bướm rất là ok nhé, vút cần câu luôn các bác, quá cao to. Những con bò như này các bác nuôi thì nó thật sự quá yên tâm luôn. Bò có giá là 52 triệu này. Giá rất là yêu thương luôn các bác nhé. Hàng đẳng cấp, bao chữa rành mạch cho các bác, chữa 5 tháng rành mạch nhé. Em đã khám hết rồi. Bán hàng bảo hành giống luôn cho các bác, thế là quá yên tâm luôn. Thật sự những con bò 3B nói thật các bác không cảm, nhưng mà nó tùy con nhé. Bò 3B nó như thế này nó thật sự các bác nuôi thì nó quá yên tâm luôn. Hàng hàng quá tuyệt vời luôn các bác, hàng hàng tầm đại nhé. Bò này mà đẻ tầm độ 3 4 lứa thì em nói các bác nó thật sự nó quá to luôn. Mới đẻ một lứa đã như này. Bác nào mà đã từng làm bò thịt thì biết bò nó cửa tầm hơn 2 tạ lột nhé. Cửa mát 5 tạ hơi các bạn. Đấy. Hàng VIP luôn. 4 hú sẽ là này. Bò đẻ một lứa rồi nhé các bác nhé. Thật sự những con bò 3B như này nuôi xứng đáng luôn các bác ạ. Sữa đẳng cấp luôn nhé.
Đẻ một lứa rồi. Nhìn những con bò lái em nói thật sự các bác nó lành, rất là thích luôn này. Đấy. Rất là ok các bác này. Bò này mới là gọi là ba vi xịn nha các bác. Đẻ ra thì em nói thật sự các bác F2 đẳng cấp luôn, không phải suy nghĩ một câu nào luôn. Sự những con bò lái như này thực sự rất là đặc sắc luôn. Bác nào mà yêu thích hàng 3B mà hàng đẹp thì điện thoại trực tiếp cho em này. Giá công khai này, 52 triệu này. VIP 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 luôn nhé, các bác. Đấy. Nuôi những con bò lái thì nhìn đã sướng này. Bò đẻ một lứa rồi rất là yên tâm luôn các bác. Lứa đầu còn phải suy nghĩ như lứa thứ hai rồi thì các bác nuôi thì quá yên tâm luôn. Đấy. Rất là ok nha các bác. Bác nào có nhu cầu sử dụng hàng 3B điện thoại trực tiếp cho em này. Nói thật những con bò lái như này em rất là thích luôn. Lối quá thuận luôn. Đấy. Bác nuôi những con bò lái như dòng này thì em nói thật sự một câu là chăm sóc rất là dễ và hay ăn. Từ bây giờ đi các bác là chăn đơn giản này. Không cần phải cám bã nhiều. Chủ yếu là cỏ. Nếu mà bác nào mà đi chăn thả được nữa thì càng tốt. Dòng này nó thật sự là các bác nuôi rất là nhàn, hay ăn. Nhìn sướng cho bác. Quá đẹp luôn nhé, từ trước sang sau luôn. Con bò lái như này em thật sự các bác là quá thích luôn, không phải là nói vậy nhưng mà nó đẹp thì phải bảo là đẹp. Trước sau nhá, đuôi này. Sái bướm ok nha các bác. Chân quá đẹp luôn, từ chân đến đầu luôn nha các bác nhé. Bao chở rành mạch. Đấy, hàng thế là anh em quá yên tâm luôn. Giá công khai các bác là 52 triệu nhé. Bác nào mua được con bò này em thấy rất là thích luôn. Vì con bò này bác nào mà chăm được thì em nó thật sự quá đẳng cấp luôn. Đây. Nhìn em quay cả chiều ngang dọc cho bác nhìn. Quá VIP luôn cho các bác nhé. Những con bò lái như này các bác bảo nó thật sự một câu là cũng rất là kỳ công, bây giờ mới nó mới được như thế này các bác ạ. Đẻ một lứa rồi, bây giờ bắt đầu sang lứa thứ hai, đẻ quá thuần luôn các bác ạ. Quan trọng nhất là cái lứa đầu tiên thì đã ok. Dòng này nó ăn thì nó thật sự các bác vứt cái gì nó ăn luôn. Đấy, ăn quá thích luôn. Dòng này các bác nuôi sợ không có cho nó ăn. Nhưng mà các bác cũng không nên chăn mạnh quá. Vì những bò mà đang có chửa như này rồi mình chăn mức độ vừa phải. Bò đẻ hai lứa thứ hai thì các bác nói thật sự một câu là nó rất là tầm đại. VIP luôn cho các bác. Đấy. Bác nào thích dòng 3B thì điện thoại trực tiếp cho em này. Giá công khai là 52 triệu nhé. Chào các bác. Chúc các bác chăn nuôi hiệu quả và chọn được những con giống tốt, ưng ý mình. Chào các bác.